Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị, lại là em đây. Hiện tại em đang đi vào buổi sáng trên đoạn đường Phạm Văn Đồng hướng đi ra đường Đinh Bộ Lĩnh cũng như là ra ngoài Hàng Xanh của quận Bình Thạnh. Hiện tại thì em vẫn đang đi trên đường Phạm Văn Đồng của Gò Vấp và đang chuẩn bị qua Phạm Văn Đồng của Bình Thạnh. Thì quý vị cũng thấy vào buổi sáng hiện tại em về Giáng Sinh thì cũng rất là nhiều chốt cảnh sát giao thông bắt nồng độ cồn cũng như các vi phạm khác. Thì sẵn đây em cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết cái thông tin hiện tại thì em cũng đọc được, đó là nhiều người bất ngờ khi cảnh sát giao thông ở Sài Gòn kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày. Thì chiều ngày 27 tháng 11 thì nhiều người dân bất ngờ khi cảnh sát giao thông ở Sài Gòn kiểm tra nồng độ cồn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên thì hơn 3 giờ chiều ngày 27 tháng 11 thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành, đội cảnh sát giao thông bàn cờ tuần tra PC08 công an Sài Gòn cùng đội cảnh sát giao thông công an quận 1 và công an quận 3 phối hợp lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đinh Tiên Hoàng quận 1, khiến nhiều người bất ngờ. Thì lái xe qua đoạn đường Đinh Tiên Hoàng đi công tác thì anh H được cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Anh cho biết khá bất ngờ khi được kiểm tra vào ban ngày. Từ trước tới giờ tôi luôn chấp hành đúng quy định khi uống rượu bia thì không bao giờ lái lại xe, không bao giờ lái xe vào ban ngày hay đêm gì cũng vậy, nên khi được kiểm tra thì mình thoải mái, anh nói rồi nhanh chóng di chuyển. Thì mới đây hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 11 tháng năm 2023, giao thông 11 tháng năm 2023 phát triển triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023 đến đầu năm 2024 vừa diễn ra do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Sài Gòn chủ trì. Thì tại hội nghị, Thượng tá Trần Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát giao thông đã điều khiển một số nội dung triển khai một số nội dung về phương án tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ chế có chất kích thích vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Sài Gòn của công an thành phố. Theo đó, các đơn vị cảnh sát giao thông sẽ chủ động trao đổi về địa bàn tuần tra kiểm soát và luân phiên khu vực tuần tra kiểm soát, đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lập hoặc bỏ sót địa bàn, tạo thế liên hoàn đan xen, chủ động bố trí lực lượng kiểm tra tại một số điểm kết hợp tuần tra kiểm soát lưu động, không để người vi phạm tránh né ở các vị trí khu vực kiểm soát lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường công tác thông tin phối hợp giữa các đơn vị giáp ranh. Thì hiện tại thì quý vị cũng biết thì kiểm tra nồng độ cồn và cái mức phạt của nó rất là cao, cho nên quý vị nào có uống rượu bia thì nên cẩn thận, hoặc là mình nhờ người thân chở hoặc là mình đi Grab về cho nó an toàn. Vậy thì hiện tại mức phạt rất là cao quý vị. Quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
tôi vậy đó. Thank you.